Xin lỗi các bạn, thế là vào mỗi một vài phút. Thì hôm nay Vâng. theo cái lịch phân công thì chúng ta sẽ học về cái vấn đề lý thuyết, đó là chẩn đoán phì đại các buồng tim trên điện tâm đồ bề mặt. Thì với mục tiêu của bài này thì nó rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ nêu được các tiêu chuẩn điện tim để chẩn đoán các tăng gánh các buồng tim. Thì buồng tim thì đơn giản là chỉ có bốn buồng, tim của chúng ta là có bốn buồng, hai buồng nhĩ, hai buồng thất, tức là bao gồm nhĩ phải, thất phải, nhĩ trái, thất trái. Và chúng ta có một số những trường hợp chúng ta cần lưu ý trong chẩn đoán điện tâm đồ tăng gánh cho buồng tim để tránh trường hợp bị nhầm lẫn. Thì đây là cái giải phẫu của buồng tim. Trường hợp này là một cái tăng gánh của đây trường hợp tim bình thường, đây là trường hợp phì đại tăng gánh của buồng tim trái. Chúng ta đi vào cái đầu tiên, đó là tăng gánh của nhĩ trái. Thì để đánh giá cái hoạt động điện của nhĩ, chúng ta sẽ dựa vào cái sóng trên điện tâm đồ bề mặt mà biểu trưng cho nhĩ, mà hôm qua chắc là tiến sĩ Đồng cũng đã giảng cho các bạn, đó là sóng P. Thì sóng P là điện tượng trưng cho hoạt động của nhĩ, còn phức bộ QRS thì tượng trưng cho hoạt động điện của thất. Vì vậy, để đánh giá tăng gánh của buồng nhĩ, chúng ta sẽ tập trung chú ý đánh giá vào hình dạng của sóng P trên điện tâm đồ bề mặt. Và bản thân khi một quả tim đập thì các bạn đã biết từ ngày xưa chúng ta học sinh lý thì quả tim sẽ cử cực từ trên xuống dưới, từ phải sang trái và từ sau ra trước. Vậy thì đồng nghĩa với việc là bên nhĩ phải sẽ cử cực trước bên nhĩ trái một chút. Và hai cái sóng này thì thường là cử cực thì cách nhau rất ngắn và sẽ gộp lại thành một cái sóng P thoai thoải mà chúng ta vẫn nhìn thấy trên điện tâm đồ bình thường. Vậy trong trường hợp mà tăng gánh của nhĩ trái thì cái khử cực của nhĩ trái sẽ to lên, rộng ra và tách ra khỏi cái sóng của nhĩ phải, và qua đó trên điện tâm đồ thì các bạn sẽ nhìn thấy là trên chuyển đạo D2 sẽ có một cái sóng P là sóng P 2 pha. Và đối với cả trong trường hợp cái tăng gánh của nhĩ trái thì chúng ta ngoài cái chuyển đạo D2, các bạn sẽ chú ý thêm một chuyển đạo nữa là chuyển đạo V1. Tại sao chúng tôi nói các bạn chú ý về chuyển đạo V1? Vì đối với tất cả các cái chuyển đạo của điện tim từ V1 đến V6 thì V1 là một chuyển đạo đặc biệt vì nó nằm hoàn toàn ở phía bên tim phải, và các cái chuyển đạo khác thì nằm có xu hướng vùng vách và bên trái. Vậy thì đồng nghĩa với việc những khử cực nào đi xa khỏi bên phải, tức là đi sang hướng bên trái, thì sẽ tạo ra một cái sóng âm ở chuyển đạo V1. Vậy đối với trường hợp mà tăng gánh nhĩ trái, khi khử cực của nhĩ trái lớn hơn do cái lượng cơ của nhĩ trái rộng ra thì sẽ khiến cho khử cực nhiều hơn đi xa sang phía bên trái và xa khỏi V1. Qua đó chúng ta sẽ thấy ở V1 có một sóng âm chiếm ưu thế với biên độ lớn hơn 1 mm và chiều rộng lớn hơn 0,04 giây, đồng nghĩa với việc là có cái phần âm này sâu hơn một ô nhỏ và có chiều rộng hơn một ô nhỏ. Vậy tổng hợp lại, đối với cả tăng gánh của nhĩ trái thì chúng ta sẽ để ý ở trên hai cái chuyển đạo là chuyển đạo D2 và chuyển đạo V1. Với D2 là có hình ảnh sóng P 2 pha và V1 là cái phần sóng âm sâu và rộng. Đây là hình ảnh điện tim mà các bạn có thể gặp được trên điện tâm đồ 12 chuyển đạo dành cho những trường hợp mà tăng gánh của nhĩ trái. Bạn thấy đây là cái sóng P hai đỉnh và V1, cái sóng P cái phần âm là rộng hơn một ô nhỏ và sâu hơn một ô nhỏ. Thì đây là đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán một cái tăng gánh của nhĩ trái. Trường hợp tiếp theo, trường hợp này thì các bạn có thể thấy phần ở V1 thì chúng ta cái phần sóng P âm chúng ta nhìn không rõ là nó là lớn hơn một ô chưa, nhưng ở chuyển đạo D2 thì các bạn thấy được đây là có dấu hiệu của sóng P chẻ đôi hai đỉnh. Một trường hợp khác các bạn cũng có thể nhận thấy đây cái sóng P ở chuyển đạo D1 thì hai hai đỉnh ở V2, ở D2 thì chúng ta nhìn thấy cũng có vẻ là có khía chia đôi, và đặc biệt cái phần âm sâu rất là sâu trong ở chuyển đạo V1 của sóng P này, cái phần âm đến tận có độ rộng đến tận 2 ô
mà độ sâu cũng tương tự như vậy, 2 ô. Và đây là một cái dấu hiệu rất rõ ràng trên điện tâm đồ của tăng gánh của nhĩ trái. Thì đối với cả tăng gánh của nhĩ phải thì quay lại cái cơ chế hình thành của sóng nhĩ, thì đây là cái cơ chế hình thành của sóng nhĩ trong tăng gánh nhĩ trái mà lúc nãy tôi trao đổi với các bạn. Vậy thì trong trường hợp tăng gánh của nhĩ phải thì cái sóng đỏ này sẽ cao hơn, vượt lên và che luôn cái sóng của nhĩ trái. Qua đó chúng ta không có cái hình dạng là sóng P2 đỉnh, mà thay vào đó chúng ta sẽ có một cái sóng P cao và nhọn hơn như cái hình A đây, và chúng ta sẽ gọi nó là sóng P phế. Và tăng gánh của nhĩ phải trên tiêu chuẩn trên điện tim là dạng điển hình với sóng P phế, sóng P cao nhọn với biên độ lớn hơn 2,5 mm, tức là 2 ô rưỡi nhỏ. Trong đó thì phần ở với V1 thì ngược lại với cái chuyển với cái hình ảnh của tăng gánh của buồng nhĩ trái, thì với V1 thì tăng gánh của buồng nhĩ phải do V1 nằm ở phía bên phải, nên là các bạn sẽ thấy là cái phần dương cao sóng P ở V1 sẽ cao nhọn lớn hơn 2 ô nhỏ. Và đây là cái hình ảnh điện tim mà các bạn có thể gặp được ở trong trường hợp tăng gánh nhĩ phải. Đây ở trường não D2 các bạn có thể nhìn thấy sóng P cao nhọn, không có dạng khía hai đỉnh như trường hợp tăng gánh của nhĩ trái. Và đặc biệt là cái chiều cao của sóng P này là lớn, là 3 ô, tức là lớn hơn 2 ô rưỡi, đủ tiêu chuẩn để chuẩn đoán tăng gánh của nhĩ phải. Ngoài ra thì ở cái phần sóng V1 đây thì chúng ta nhìn thấy là gần như không có cái pha âm, mà chỉ có pha dương mà thôi. Trường hợp tiếp theo, ví dụ mà các bạn có thể khi nhìn thấy là một cái tăng gánh của nhĩ phải. Đây, các bạn nhìn thấy đây, sóng P ở chuyển đạo D2 thì cao nhọn, cao gần bằng 1 ô lớn. Và sóng P ở chuyển đạo V1 thì cũng cao khoảng 3 ô nhỏ. Và hai cái này là đủ tiêu chuẩn để chúng ta chuẩn đoán tăng gánh của nhĩ phải. Vậy thì tổng hợp là đối với cả trường hợp mà xác định xem là bệnh nhân có tăng gánh của buồng nhĩ hay không, thì chúng ta sẽ dựa vào 2 chuyển đạo trên điện tâm đồ, đó là chuyển đạo D2 và chuyển đạo V1. Thì những trường hợp bình thường thì ở chuyển đạo D2 sẽ làm cái sóng P cao vừa phải, thường nhỏ hơn 2 ô, và V1 là có một pha dương và pha âm nhỏ. Với trường hợp tăng gánh của nhĩ phải, chúng ta sẽ có một cái chuyển đạo D2 là sóng P cao nhọn, hay còn gọi là P phế. Ở V1 là phần dương của sóng P cao hơn 2 ô nhỏ. Trường hợp tăng gánh nhĩ trái thì ở D2 của chúng ta sẽ là hình ảnh của sóng P hai hai pha, tức là sóng P có 2 đỉnh và có cái khía, các bạn sẽ nhìn thấy có cái khía ở giữa. Với chuyển đạo V1 thì cái phần âm sẽ là phần âm sâu với phần âm lớn hơn 1 ô nhỏ và sâu hơn 1 ô nhỏ. Trường hợp ít gặp hơn các bạn có thể gặp, đó là trường hợp tăng gánh của cả hai nhĩ. Thì khi tăng gánh của cả hai nhĩ thì sẽ đáp ứng đủ tiêu chuẩn cả tăng gánh nhĩ phải và cả tăng gánh nhĩ trái. Tức là như thế nào? Ở chuyển đạo D2 các bạn sẽ thấy đó là chúng ta sẽ có một cái sóng P vừa cao vừa có 2 đỉnh. Ở V1 thì là một cái sóng P cả pha dương và pha âm đều lớn. Pha dương thì lớn hơn 2 ô, pha âm thì lớn hơn 1 ô. Thì đấy là cái trường hợp của tăng gánh buồng nhĩ. Vậy thì đấy là cái phần lý thuyết của tăng gánh buồng nhĩ. Thì sau đây chúng ta sẽ học về cái vấn đề, đó là tăng gánh của buồng thất. Thì đầu tiên chúng ta cần phải biết đó là đối với tăng gánh của buồng thất thì chúng ta sẽ dựa trên phức bộ QRS. Thì QRS là tượng trưng cho việc cửa cực của cơ thất. Và chúng ta sẽ để ý là từ V1 đến V6 là một cái mặt phẳng cắt ngang qua quả tim, và V1 và V2 thì nhìn vào phía tim phải, V3 và V4 sẽ nhìn vào phía vách liên thất của quả tim, và V5 và V6 sẽ là nhìn vào hướng bên trái. Vậy thì khi cửa cực ban đầu, các bạn hãy nhớ rằng là quả tim sẽ cửa cực từ phải trước, sau đó cửa cực sang trái. Thì lúc đầu quả tim khi cửa cực từ nút nhĩ thất xuống mà mạng lưới Hiss-Sparringer và cửa cực thất phải, chúng ta sẽ ghi nhận được một cái dạng sóng R nhỏ ở chuyển đạo V1, và đồng thời có thể có một sóng Q nhỏ ở chuyển đạo V6. Sau đó quả tim bắt đầu cửa cực sang phía bên cơ buồng tim trái, và khi quả tim bắt đầu cửa cực sang buồng tim trái thì chúng ta sẽ ghi nhận một cái sóng S sâu ở chuyển đạo V1, đồng thời là một cái sóng R lớn ở chuyển đạo V6.
Vì vậy các bạn có thể nhận thấy là khi khử cực ở chuyển sang bên phải hay là khử cực sang bên trái thì cái dấu hiệu điện tâm đồ đều xuất hiện ở cả V1 và V6. Qua đó để khẳng định được, để đánh giá một cách toàn diện về vấn đề là bệnh nhân có tăng gánh buồng tim phải hay tăng gánh buồng tim trái, chúng ta sẽ dựa vào cái trị số tổng hoặc là chỉ một trong hai cái trị số V1 hoặc V6 để khẳng định xem là bệnh nhân có tăng gánh buồng tim hay không. Ví dụ trường hợp là tăng gánh của buồng tim phải do khối lượng cơ thất phải nhiều hơn, qua đó các bạn sẽ nhìn thấy là cái lượng khử cực lớp cơ về phía V1 sẽ tăng lên, chúng ta sẽ có một sóng R cao ở chuyển đạo V1, đồng thời chúng ta sẽ có một cái sóng S sâu ở chuyển đạo V6. Và ngược lại, khi trong trường hợp mà tăng gánh của buồng thất trái thì do cái lượng cơ lớn và điện thế bị kéo hẳn sang phía bên trái, chúng ta sẽ có một sóng S sâu ở chuyển đạo V1 và một sóng R lớn ở chuyển đạo V6. Và qua đó, cái tiêu chuẩn để chuẩn đoán tăng gánh của buồng tim, đặc biệt là tăng gánh của buồng thất, thì đã có rất nhiều tiêu chuẩn được đưa lên từ nhiều thập kỷ trước. Có rất nhiều tiêu chuẩn như thang điểm Romit ST từ năm 1969, hay là một số cái thang điểm khác. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy đây, cái thang điểm Romit ST được đưa ra, nhưng có rất nhiều những cái điểm số cũng như là những cái thước đo mà quá phức tạp để cho chúng ta đánh giá và nhớ được trên lâm sàng. Hay thang điểm Cochneal là một thang điểm cũng tương đối dễ để chẩn đoán, chỉ sử dụng R ở chuyển đạo AVL và sóng S ở chuyển đạo V3 thôi. Nhưng ngược lại thì Cochneal lại có sự phân biệt giữa chỉ số nam và nữ. Và qua đó thì các tác giả nhiều năm cũng đã có nhiều tác giả đưa ra các chỉ số khác nhau để đánh giá tăng gánh của buồng thất trái. Nhưng cho đến nay thì trên lâm sàng vẫn là cái thuận tiện nhất, đó là thang điểm Scopolamine, cũng là thang điểm đầu tiên được tiến hành và nghiên cứu đánh giá là cái chỉ số S của sóng của V1 cộng với R của V5 hoặc V6 nếu lớn hơn hoặc bằng 35 mm, tức là tương đương với lớn hơn hoặc bằng 7 ô lớn, hoặc là chúng ta chỉ cần lấy R của V5 hoặc V6 và lớn hơn 25 mm, tức là lớn hơn 5 ô lớn, thì chúng ta đã đủ tiêu chuẩn để đánh giá là bệnh nhân có phì đại buồng thất trái trên điện tâm đồ. Và đây là cái tiêu chuẩn mà tôi muốn giới thiệu với các bạn và yêu cầu các bạn sẽ cần phải nhớ, vì đây là cái tiêu chuẩn dễ nhớ nhất và cũng là tiêu chuẩn thông dụng nhất được sử dụng trên lâm sàng. Còn các tiêu chuẩn còn lại thì tôi không yêu cầu các bạn phải nhớ. Các bạn có thể đọc thêm nhưng không không bắt buộc trong trong cái lớp điện tâm đồ cơ bản này. Thì đây là một cái ví dụ của một trường hợp tăng gánh thất trái trên điện tâm đồ. Có một đặc điểm là đối với cả tăng gánh buồng nhĩ thì thường chúng ta không bị kéo cái lệch với trục điện tim đi, nhưng đối với cả tăng gánh của buồng thất thì thường nó sẽ kéo lệch cái trục điện tim đi. Những trường hợp tăng gánh thất trái thường sẽ có xu hướng điện tâm đồ có trục quay sang bên trái. Những trường hợp tăng gánh thất phải thì điện tâm đồ thường sẽ có xu hướng quay sang bên phải. Ví dụ như trường hợp này thì các bạn thì thấy đây là D1 dương và D3 âm, AVF có xu hướng nửa dương nửa âm, tức là xu hướng trục của điện tim là xu hướng có xu hướng đổ sang bên trái. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm xem là có tăng gánh của buồng thất trái hay không. Thì tại đây đầu tiên chúng ta lấy tiêu chuẩn là R của V5, thì thấy là V5 và V6 thì R V5 là cao hơn, thì R V5 đây chúng ta có 1 2 3 4 5 6, hơn 6 ô, tức là khoảng hơn 30 mm. Vậy trong khi cái tiêu chuẩn Scopolamine chúng ta chỉ cần là R V5 lớn hơn hoặc bằng 26 mm thôi. Vậy trường hợp này thì chúng ta đã đủ tiêu chuẩn, chỉ dính mỗi R của V5 thôi là chúng ta đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là bệnh nhân có tăng gánh của buồng thất trái. Và nếu các bạn muốn cộng thêm S của V1 thì ở đây SV1 là 1, 2, 3, 4, gần 5 ô. Vậy thì SV1 cộng với R của V5 là tương đương với khoảng 55 rồi. Chúng ta quá đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán trường hợp này là một trường hợp tăng gánh thất trái điển hình trên đồ bề mặt. Một trường hợp khác, điện tâm đồ 12 chuyển đạo, thì các bạn nhìn thấy đây, trục thì trục của chúng ta vẫn là trục trung gian với D1 dương, AVF dương. Nhưng tuy nhiên ở chuyển đạo V5
thì cái R của V5 thậm chí nó còn lên cao trùm vào cái chỗ V4 và vượt qua cái thước đo ở tâm đồ. VR của V5 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ô. Hơn cả 6 ô, tức là hơn 30 mm. Vậy thì chỉ tính riêng R V5 trường hợp này cũng giống như trường hợp trước thì chúng ta đã có cái dấu hiệu của Scopes-Leong là bệnh nhân có thang gánh của bổn tim trái. Ngoài ra thì đối với trường hợp này các bạn nhìn thấy đây, khi mà có tăng gánh của buồng tim bên trái thì chúng ta sẽ có cái dấu hiệu thiếu máu một tương đối do cái phì đại của lớp cơ tim khiến cho V4, V5 và V6 có đoạn T chênh xuống đảo chiều so với cả QRS của dấu hiệu của tăng gánh của buồng tim. Trường hợp khác cũng tương tự như vậy. Thì đối với trường hợp mà tăng gánh của thất trái, đấy là theo tiêu chuẩn Sokolov-Leong là tiêu chuẩn trên nền cái phúc bộ QRS mà không giãn rộng, tức là QRS thanh mạnh mà không có kèm lốp nhánh. Vậy thì trong trường hợp mà QRS mà giãn rộng kèm lốp nhánh thì sẽ như thế nào? Thì một số tác giả vẫn còn đang tranh cãi là có thể chẩn đoán được là tăng gánh của thất trái khi có kèm lốp nhánh không, và đặc biệt là lốp nhánh trái. Thì một số tác giả đưa ra rằng là nếu bệnh nhân có lốp nhánh trái thì tăng gánh của nhĩ trái có thể là yếu tố duy nhất giúp cho chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân có tăng gánh của bên thất trái, nhưng ngược lại thì có quan điểm cho rằng là không thể chẩn đoán được. Hay tăng gánh của thất trái hữu lốp nhánh phải thì đưa ra một số các tiêu chuẩn khác, nhưng đối với cả lớp điện tâm đồ cơ bản chúng tôi không yêu cầu các bạn cần phải ra chẩn đoán tăng gánh của buồng thất khi có kèm lốp nhánh. Thì khi có lốp nhánh các bạn chỉ cần đặt bút chẩn đoán là lốp nhánh trái hoặc lốp nhánh phải hoàn toàn và không chẩn đoán là tăng gánh của buồng thất nữa. Thì đấy là đối với cả tăng gánh của buồng thất trái. Chúng ta đến với cái tiếp theo, đó là cái buồng tim cuối cùng, đó là tăng gánh của thất phải. Thì tương tự như tăng gánh của thất trái thì chúng ta có nhiều tiêu chuẩn để chẩn đoán tăng gánh của thất phải, nhưng tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ yêu cầu các bạn nhớ hai tiêu chuẩn của Scopes-Leong. Một là nếu chúng ta lấy sóng R của V1 đơn độc thì R của V1 sẽ lớn hơn hoặc bằng 7 mm. Còn nếu các bạn lấy R của V1 cộng với sóng S của V6 thì sẽ lớn hơn hoặc bằng 10 mm theo tỷ số Scopes-Leong, tức là gì? Tỷ số 2 và số 3 là các bạn cần phải nhớ là tiêu chuẩn để đánh giá tăng gánh của buồng thất phải. Đây là một trường hợp tăng gánh của buồng thất phải khác mà các bạn có thể nhìn thấy. Trên điện tâm đồ này thì các bạn thấy đây, thì D1 thì R nhỏ hơn S, tức là tỷ lệ R trên S nhỏ hơn 1, AVS thì dương, vậy trục của điện tim là trục phải. Nó sẽ gợi ý cho các bạn là bệnh nhân có tăng gánh của buồng tim phải, đặc biệt nó là thất phải. Và chính vì vậy chúng ta sẽ đi tìm xem là có dấu hiệu của tăng gánh thất phải trên điện tâm đồ này hay không. Thì đầu tiên chúng ta nhìn xem cái sóng R ở chuyển đạo V1. Thì tại đây các bạn nhìn thấy R của chuyển đạo V1 là 1, 2, 3, 3 ô, tức là tương đương với 15 mm. Trong khi nếu mà chúng ta theo tiêu chuẩn Scopes-Leong chúng ta vừa mới chiếu thấy ở slide trước, chúng ta chỉ cần cái sóng R ở chuyển đạo V1 có trị số là lớn hơn 7 mm là chúng ta chuẩn đoán tăng gánh của buồng thất phải rồi. Ở trường hợp này V6 thì không có S thì chúng ta không cần cộng thêm S vào chuyển đạo V1 nữa. Thì trường hợp này là một trường hợp tăng gánh thất phải điển hình. Tương tự như vậy, trường hợp này cũng thế, thì R của V1 của trường hợp này, bệnh nhân này của chúng vẫn có trục phải, và R của V1 trường hợp này thì khoảng 2 ô, vậy tương đương với khoảng là 10 mmol, 10 mV, tức là tương 10 mm, và chuẩn đủ cho theo chuẩn đoán Scopes-Leong. Nếu các bạn muốn cộng thêm S của V6 thì S ở V6 ở đây là tương khoảng 7 mm, vậy thì làm RV1 cộng SV6 là 17, đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là tăng gánh của buồng thất phải. Và đặc biệt cũng tương tự như tăng gánh của buồng thất trái, khi tăng gánh của buồng thất phải thì các cái chuyển đạo bên phải sẽ có dấu hiệu T âm thứ phát đảo chiều với cả phước bộ QRS. Thì đối với cả trường hợp tăng gánh của buồng thất phải là như vậy, và tăng gánh của buồng thất trái thì các tiêu chuẩn của chúng ta sẽ ốp tiêu chuẩn Scopes-Leong mà thôi. Nhưng tuy nhiên có một số trường hợp phức tạp mà chúng ta có thể gặp, đó là trường hợp bệnh nhân có tăng gánh cả hai buồng thất. Tăng gánh cả hai buồng thất thì tương đối hiếm gặp, nhưng cũng có thể gặp, ví dụ một số trường hợp như bệnh cơ tim phì đại hoặc một số bệnh cơ tim khác. Thì tiêu chuẩn sẽ là chúng ta sẽ có một số tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn điện thế tăng gánh thất trái ở chuyển đạo trước tim, nhưng
ở truyền đạo ngoại vi thì trục điện tim lại có xu hướng chuyển phải, hay là tiêu chuẩn của tăng gánh thất trái truyền đạo trước tim bên trái là V5, V6, nhưng R lại nổi trội ở tất cả các truyền đạo trước tim phải. Và đặc biệt là tiêu chuẩn các bạn có thể thấy là R cao ở trên tất cả các truyền đạo, thì đây là một cái dấu hiệu rất gợi ý cho việc là chẩn đoán tăng gánh của hai bùng thất. Thì đấy là những cái lý thuyết rất đơn giản cũng như là dễ hiểu về cái chẩn đoán của tăng gánh các bùng tim trên cân đồ bề mặt, nó không hề khó khăn, vì đây là những cái bước rất là cơ bản trong chẩn đoán điện tim. Nhưng tuy nhiên, ví dụ như chúng ta có thể áp dụng một số trường hợp khác, ví dụ như điện tâm đồ này thì các bạn nhìn thấy nhịp thì có một, có vẻ như có một p đi trước một qrs, một p đi trước một qrs, tần số thì rơi vào khoảng 100 chu kỳ trên phút. Trục thì là trục của bệnh nhân là trục trái, nhưng do bệnh nhân đã có qrs giãn rộng lúc nhánh trái nên chúng ta không chẩn đoán là tăng gánh của buồng thắt nữa, nhưng chúng ta xem có tăng gánh của buồng nhĩ không. Ví dụ như chuyển đạo V1 đây, thì các bạn thấy cái sóng P này là sóng P rất cao, có kích thước khoảng 3 ô nhỏ, vậy tương đương với khoảng 3 mm. Vậy thì trường hợp này có phải là tăng gánh của buồng thở nhĩ phải hay không? Thì quan trọng là các bạn để ý 1P đi 1QRS, 1P đi 1QRS, nhưng giữa các cái sóng P này, tức là giữa cái sóng phức bộ QRS này, đoạn ST này, nó lại có cái nhú lên nữa. Thì đây thực ra là một cái sóng P phẩy nằm giữa hai cái sóng P này, mà đây là chúng ta sẽ có 2P mới dẫn một phức bộ QRS, hai sóng P dẫn một phức bộ QRS. Vậy thì đây không phải là dẫn chuyển 1-1 mà là dẫn chuyển 2-1. Vậy thì đây không phải là nhịp xoang. Chính vì vậy thì trường hợp này khi mà đã không phải là nhịp xoang thì sẽ làm khả năng nó là một cơn nhanh nhĩ hoặc cuồng nhĩ gì đó, thì chúng ta không chẩn đoán tăng gánh buồng nhĩ nữa. Vì vậy tôi nhấn mạnh với các bạn là một số lưu ý, đó là chỉ chẩn đoán tăng gánh buồng nhĩ khi nhịp cơ bản là nhịp xoang. Còn nếu nhịp cơ bản mà các bạn đánh giá không phải nhịp xoang, thực ở tại một cái vị trí khác trong tâm nhĩ, thì chúng ta không chẩn đoán tăng gánh buồng nhĩ theo tiêu chuẩn Sokolov-Leong hay tất cả các tiêu chuẩn khác. Ngoài ra là chẩn đoán tăng gánh buồng thất bằng tiêu chuẩn Sokolov-Leong chỉ áp dụng khi không có block nhánh kèm theo. Thì bản chất tiêu chuẩn Sokolov-Leong này là hoàn toàn trước đây là các tác giả đã tiến hành phẫu thuật tử thi sau những trường hợp mà đã tử vong sau đó, trước đấy có ghi được điện tim và họ ghi nhận lại những trường hợp mà có buồng tim phì đại trên điện tâm đồ có QRS không giãn rộng, thì đã ghi nhận được là có cái chỉ số như vậy. Thì tôi cũng nhấn mạnh với các bạn một lần nữa là chúng ta chỉ áp dụng trong trường hợp QRS thanh mạch. Hay tiếp theo một trường hợp khác mà các bạn có thể nhìn thấy đây là trục điện tim, thì trục điện tim thì là trục phải, và các bạn nhìn thấy là trục phải thì gợi ý đến tăng gánh của buồng thất phải, và R của V1 ở trường hợp này thì khá là cao, với R của V1 là tương đương với khoảng 3 ô, tức là 15 mm. Vậy thì nếu trong trường hợp này chúng ta có thể chẩn đoán là tăng cánh của buồng thất phải hay không? Thì hãy để ý một chút là phức bộ QRS này có vẻ thanh mảnh nhưng không giống như những trường hợp khác. Các bạn nhìn thấy là có vẻ như một cái chõi ở phía đằng trước, phức bộ QRS hơi giãn rộng ra và bắt vào chân của sóng P. Thì khi có cái chõi này mà PR nó ngắn thì đây là cái dấu hiệu của hội chứng Hooke-Parkinson-White mà các bạn sẽ được học lý thuyết trong một thời gian nữa. Thì đối với cả những trường hợp Hooke-Parkinson-White, tức là có đường dẫn chuyển phụ nằm ở nối tắt giữa cơ nhĩ và cơ thất, khiến cho cái cửa cực thất không chỉ hoàn toàn đi qua nút nhĩ thất. Vậy những trường hợp mà có QRS tương đối hơi giãn rộng và có sóng đen, sóng chõi ở phía trước hay là gọi là sóng delta, thì gọi là hội chứng Hooke-Parkinson-White, thì chúng ta cũng không chẩn đoán những bệnh nhân này có tăng gánh của buồng thất nữa. Và đây là cũng là một trong những cái lưu ý cuối cùng trong cái bài lý thuyết ngày hôm nay mà tôi muốn trao đổi với các bạn. Thì cái bài lý thuyết ngày hôm nay thì cũng ngắn gọn như vậy thôi. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Các bạn có đặt câu hỏi gì về cái bài lý thuyết ngày hôm nay không ạ? Có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Alo, cho em hỏi ạ. Vâng. Cho em hỏi về cái tiêu chuẩn của Sokolov-Leong ấy. Vâng. Thì theo em thấy thì có một số bác sĩ và một số thầy vẫn
giảng em là nó có tiêu chuẩn là từ khoảng 35 đến 40 ấy. Thì là thế từ xong lại còn phân theo tuổi xong rồi từ khoảng trên 40 mm nữa, thì cho em hỏi thì cái đấy về có phân loại theo kiểu đấy nữa không ạ thầy? Hay Hiện là nay mình cứ thì chỉ cái theo phân cái tiêu loại chuẩn đấy này? chúng ta không dùng nữa. Cái lý do tại sao là trên điện tâm đồ bề mặt chúng ta là những cái dấu hiệu gợi ý. Với tiêu chuẩn Socolop-Dion mà từ 35 trở lên là cái tỷ lệ độ nhạy và độ đặc hiệu đã từ 88 đến 90% rồi. Còn sau đó khi mà các phân tích dưới nhóm hơn để chia ra theo các nhóm tuổi cũng như là từ 35 đến 40 hay là trên 40 thì để làm tăng cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cái tiêu chuẩn này lên, nhưng thực ra là chỉ tăng lên được một vài phần trăm, nên những cái thông số đó khiến cho các bạn rối và khó có thể định hướng được cũng như là nhớ được. Chính vì vậy hiện nay trên lâm sàng để dễ dàng nhất để thực hiện nhất thì chúng tôi đặt vẫn sử dụng cái tiêu chuẩn Socolop-Dion cổ điển, đó chính là ba cái mốc là 35 để cho cái chúng ta dễ nhớ và áp dụng với tất cả các bệnh nhân và tất cả các lứa tuổi. À, vâng, cho em hỏi đã. À, theo cái thực tế thì em thấy là có nhiều bệnh nhân ở tầm lứa tuổi trẻ, thì em thấy theo cái chuẩn Socolop này thì em thấy sẽ trên 35 khá là nhiều ấy. Cho thực tế là em thấy các bệnh nhân vào ấy. Thì với những bệnh nhân trẻ tầm 28 tuổi, 30 tuổi như thế thì mình cũng vẫn dựa trên tiêu chuẩn này thì vẫn chẩn đoán là tăng gánh thất ở thầy. Chính xác là điện tâm đồ, khi mà chúng ta đọc một cái điện tâm đồ thì chúng ta sẽ là gợi ý đến trên lâm sàng, còn nó có phải là tiêu chuẩn vàng hay không thì nó cũng phải nói luôn với các bạn, điện tâm đồ không phải là tiêu chuẩn vàng để giúp chúng ta chẩn đoán các cái tăng gánh trên buồng tim khi có cái sự phát triển của những cái thăm dò không xâm lấn khác, ví dụ như siêu âm tim và hoặc là cộng hưởng từ cơ tim. Thì hiện nay với những trường hợp đấy, khi các bạn đặt bút trên điện tâm đồ, chúng ta vẫn chẩn đoán là tăng gánh buồng thất trên điện tâm đồ. Còn thực tế trên lâm sàng bệnh nhân có bị tăng gánh hay không thì chúng ta sẽ đánh giá lại bằng những cái xét nghiệm khác trực quan hơn. Vì cũng quay lại cái bài giảng thì tôi đã nói với các bạn là tiêu chuẩn Socolop-Dion này là được phát minh từ tận năm 1949. Và thời điểm đấy chúng ta hoàn toàn không có những cái phương tiện gì khác ở trong tay như siêu âm hay cộng hưởng từ. Thế nên là điện tâm đồ đối với cả tăng gánh buồng tim chỉ là gợi ý để cho chúng ta đi tìm làm những cái tìm xem những cái nguyên nhân có thể gây tăng gánh cũng như là làm những cái xét nghiệm thăm dò không xâm lấn khác để khẳng định chẩn đoán thôi, chứ không phải là chúng ta khẳng định 100% điện tâm đồ là như thế thì chắc chắn bệnh nhân sẽ có tăng gánh buồng tim. Vâng, cảm ơn ạ. Có bạn nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Có bạn hỏi là các tiêu chuẩn này có áp dụng được trong điện tâm đồ trẻ em không, thì cũng phải nói luôn với các bạn là tiêu chuẩn này là áp dụng với cả người lớn chứ không phải áp dụng với trẻ con. Thì trong cái đợt giảng này các bạn sẽ có cái bài giảng điện tâm đồ dành cho trẻ em của tiến sĩ Phạm Trần Linh sẽ giảng cho các bạn. Vì trẻ em lúc đầu tiên đẻ ra các bạn biết rằng là cái trục điện tim là trục điện tim quay phải và do cái thất phải hoạt động là chủ yếu, và dần dần khi lớn dần thì trục điện tim nó mới xu hướng quay sang trái và cái thất trái bắt đầu mới tăng dần cái kích cỡ lên. Nên nên là thực ra tiêu chuẩn điện tim cho trẻ em nó có sự thay đổi rất nhiều theo từng lứa tuổi và khác nhau cũng như là từng thời điểm khác nhau. Thế nên cái bài điện tâm đồ dành cho trẻ em sẽ là một bài khác, còn tiêu chuẩn này nhấn mạnh lại một lần nữa là chúng ta áp dụng cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Bạn các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Ok, nếu mà không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài lý thuyết ở đây. Thì tôi sẽ gặp lại các bạn vào cái bài phần thực hành. Thì lúc đó chúng ta sẽ qua một thời gian chúng ta nghiền ngẫm lý thuyết rồi cũng như là sẽ đọc một vài cái thực hành khác. Các bạn có phát sinh câu hỏi gì thì hôm đấy chúng ta sẽ trao đổi cùng nhau ở trong cái buổi thực hành đó. Được không ạ? Vâng, chúng em cảm ơn. Vâng.